sẽ hướng dẫn em sử dụng con Jessica này nha. Con Jessica này nó tên là Jessica EF. Thì giờ cách để xài nó, đầu tiên là em giúp anh lên trên điện thoại download một cái app tên là Light Meter. Yes, đây là app này. Ok, rồi ví dụ như giờ anh sẽ chỉ với em đơn giản nhất. Trên đây nó sẽ có tốc độ chụp nằm vòng trên, nó sẽ có 4 nút tốc là 300 nè, là tốc rất là nhanh nè, 50 là tốc chậm nè, và 25 là tốc sẽ chậm hơn nữa. Khẩu độ nằm ở đây đó, nó sẽ chạy dài đây, số càng lớn thì em chụp nó sẽ rất, nó sẽ mở full cái ống kính ra thu được nhiều ánh sáng. Khi em tăng những số lớn dần lên, em chụp sáng nó khép nhỏ lại đó, nó khép nhỏ lại, nó thu ít ánh sáng hơn. Rồi bây giờ cách đem chụp bức hình trên con máy này mà đơn giản nhất và đúng nét và đúng sáng nhất á, thì đầu tiên em giúp anh là em phải hiểu được là tốc độ khẩu độ là gì thông qua cái clip hướng dẫn của anh có gửi lúc sau. Nhưng mà tóc càng nhỏ thì thu được nhiều, càng nhiều ánh sáng. Tóc mà càng lớn thì thu ít ánh sáng hơn. Khẩu mà càng nhỏ, cái số này nè, càng nhỏ nó sẽ thu được nhiều ánh sáng. Còn số này càng lớn thì sẽ thu ít ánh sáng hơn và hình nó sẽ nét hơn. Số nhỏ nó sẽ không nhiều. Rồi, bây giờ cách đem coi đo sáng thì giờ đơn giản lắm. Bây giờ ví dụ như anh muốn chụp do cam cái này bị hư, ví dụ như anh muốn chụp cái chiếc xe này thì anh mua cuộn phim ISO 200, anh sẽ chỉnh cái này ISO về 200. Trên cái máy này sẽ có khẩu độ là 2.8 đúng không? Rồi ví dụ em để số 2.8 thì nó báo cho em biết là tốc là 1/500. Em sẽ xoay dòng tốc này về 1/500. Đó, nếu mà nó có không có 1/500 thì phải xoay về nước lớn nhất thì gần cái 1/500 là 1/300 kiểu vậy. Rồi nếu mà em muốn chụp nét hơn, ra chỗ sáng hơn thì em có thể để nó lên những số lớn, ví dụ như 16. Ok, em đưa ra thì nó sẽ báo là tốc là 1/5 nè. 1/5, tốc là 1/5 thì em sẽ xoay cái này về những cái số nhỏ như là hai như đây, những cái số nhỏ hơn. Đó. Thì miễn sao nó có tương ứng cái giống như trên cái máy của em là được. Rồi còn lấy nét con này thì mình sẽ nhìn trong view ngắm chính giữa nó có một cái ô vàng đó, mình sẽ xoay qua xoay lại thì nó sẽ xoay vòng, xoay cái điểm lấy nét, nó sẽ dịch chuyển cái vật thể của em, tách một cái bóng nữa, xoay sẽ cho gộp lại là đúng nét. Mỗi lần chụp mình sẽ lên phim bấm chụp. Rồi. Cái con này ấy, trước khi chụp ấy, thì em giúp anh là mở buồng phim và gắn phim. Thì con này cách để gắn phim ấy, đầu tiên là em sẽ kéo cái này lên cái, nó sẽ mở buồng phim ra như thế này, mở buồng phim ra, đẩy cái này lên, em nhét cái đầu lòi ra của cuộn phim hướng xuống dưới. Ok, kéo dây phim được qua đây một đoạn và nhét vào cái khe đây. Mình sẽ xoay xoay cái này để mình nhìn thấy cái khe, hay đây nó có cái khe nè, cái chỗ lõm vô nè, mình nhét vô. Rồi nhét càng sâu phim sẽ càng chặt và nó bị bung. Sau đó mình lên phim, mình chụp bỏ một tấm, hai tấm. Rồi thấy nó cuốn vô được dài dài xíu là ok nè, đóng nắp lại. Rồi cách để mình check coi con máy này mình lắp phim đúng hay không, nó có bị tuột phim hay không, mình sẽ xoay cái này theo chiều mũi tên. Ok, khi mình xoay rồi mình thấy nó cứng cứng là chính xác, và lúc mình lên phim thì nó sẽ lên đó, nó sẽ lên. Ok, và giờ cách để mình biết là bộ đếm số này đếm đúng hay không thì ví dụ như giờ anh chụp thì em chịu khó lên phim đến sao cho cái vạch đỏ đỏ nhỏ xíu nè, vạch đỏ đỏ nhỏ xíu nè, nó về đúng với chấm màu xanh là bắt đầu đếm đúng. Thì đúng mày nó sẽ phải đi theo một cái dòng tua luôn, mình cứ chụp thôi. Mỗi lần lên phim thì cái này nó sẽ xoay theo là chính xác nè. Ví dụ nha, lên phim mà này nó sẽ xoay nè, là đúng nè đó. Ok, và em cứ chụp vậy đến khi hết phim thì nó sẽ xảy ra tình trạng là bị cứng cò, không có kéo, không có chụp được nữa, thì nó sẽ bị cứng cò không chụp được nữa. Rồi mình sẽ phải tua phim về bằng cách là mình sẽ đầu tiên mình sẽ xoay cái này về chữ, nếu mình chụp bình thường mình để về chữ A nha, thì bắt đầu nó sẽ cho mình chụp bình thường nè đó, là ok nè. Nó giờ anh lên nè, nó sẽ đi một cái tour và anh phải chịu khó chụp hết đến khi một cái tour nó trả số 36, bắt đầu mới gắn phim mới vô đó. Và mình sẽ chụp đến khi nó sẽ xảy ra tình trạng là bị, rồi chưa nha, xảy ra tình trạng là bị gì, bị cứng cò không kéo được nữa, cứng ngắc rồi. Ok, và mình sẽ phải tua về, mình dặn cái này qua chữ R trước, dặn cho nó sẽ trục ra, dặn về chữ R trước. Sau đó mình mở cái này lên và xoay theo chiều mũi tên cho phim mới được trả vị trí ban đầu. Con này chụp có lẽ là nó sẽ hơi cực một xíu, nhưng mà nó sẽ ra hình rất là nét cho em, cho người mới bắt đầu chơi. Mình xoay đến khi lỏng le luôn là xong. Ok, và lúc này mình chỉ cần mở lên, lấy cuộn phim ra đem đi rửa là xong. Ok, chúc em sẽ có những shot hình đẹp với con máy này nha. Tua về xong nhớ dặn chữ A nha, bắt đầu chụp lại được bình thường nha. Ok, rồi giờ anh sẽ gắn nắp, gắn dây và ship cho em.